Hello, xin chào quý khán giả của Trâm Official. Ngày hôm nay Trâm Lê Hạnh với bà Xuyến là sẽ đi ra nhà M2. M2 là chị Phương á, là vợ của anh Hai. Là hôm nay là gia đình chị Hai là làm một cái bữa tiệc nho nhỏ nhân dịp ngày mùng 1 tháng 6 là quốc tế thiếu nhi. Cho nên là tụi em đi ra đây và mọi người coi bối cảnh nhà chị Hai đẹp không? Rất là đẹp luôn, đẹp hơn ở trong quê em luôn á. À, nhà chị Hai là ở Phố Minh, còn nhà Trâm là ở Phố Vinh, hai xã khác nhau. Hai xã nhưng mà cùng một huyện. Đây, ô, cảnh đẹp ghê luôn. Suối nè. Đây là hoa bằng lăng tím đó nè, biết phải không đó. Nét nét vô cho xe chạy. Đi. Thấy cây cối hai bên không em? Đẹp đúng không? Ở đây con đường đi rất là đẹp luôn. Phía xa xa kia là cánh đồng lúa. Wow, đẹp quá. Hoa bằng lăng. Ủa, dịch kìa. Dịch kìa Lê Hạnh. Đây, đi. Ở đây là được cái là bà con mình trồng hoa trang nè. Trồng nhiều loại hoa lắm. Ở đây đất đồ nó tươi tốt hơn trong mình. Ở trong con đất đai đồ nó khô. Nó khô khan, nó cằn cỗi nên là không có trồng được cái gì bông hoa gì nhiều. Đây, giờ quay ngược lại đây, nhà chị Hai đây. Tới rồi nha mấy cô chú ơi. Nhớ ha, chỉ có ở dưới quê mới có cái cảnh này nè. Chiều là 5 giờ là bắt đầu là cái loa phát thanh để đọc thông tin cho bà con mình nghe. Cái loa đây nè. Đây xin mời cả nhà vô. Đi vô đây cho thỏ. Đây cho giới thiệu cả nhà, đây là nhà của chị em. Nhà chị em cây cảnh bonsai nhiều lắm. Đó, ba chị em làm trồng toàn là cây cảnh bonsai. Để đón cái cây này cây gì ta? À, cây này cây gì quên rồi. À, quên tay mất tiêu rồi. Không biết luôn hả trà. Hoa trà trang gì không biết nữa, đây là cây sung. Hoa mai. Hoa giấy. Hoa mai, tôi mấy chậu này tiền không? Rồi cây tắc. Rồi giấy. Hello Spell TV. Lên ơi. Lên ơi, bà còn hai chưa? Ngại đi. Không ngại, bà có gì chú bác đi con. Ngại đi. Giỏi, trời ơi. Nè, con nghe mẹ hỏi nè. Con thương ông bà có gì chú bác để đâu? Để đâu? Trời ơi, rồi để đâu? Đi vô đây. Đây là ba của chị Phương nè. Đó, bác rất là thân thiện. Đó, không bác kia. Lúc thì kêu cô, lúc thì kêu bác. Kêu người đẹp. Dạ, con khỏe. Bầu bì nhưng mà con khỏe cho trâu vậy không? Đi tới lung tung ra là em ghé chị He nè. Em ghé chị He đẹp ghé lắm. Nhưng mà rất tiếc là đã có chồng bà con rồi nha. Có chồng bà con rồi. Chị He nấu món gì vậy? Trộn gỏ. À, sợ cay hả chị He? Trời ơi, để cái máy ép. Để cái máy ép của ngoài kêu đem ra cho má mà quay mất tiêu rồi. Ép cái cay hả? Dạ, cái máy ép đi đem ra mà. Ủa, em mở cái giò nước qua đây. Tưới rau. Bây giờ mình không tưới rau nhà mình mà tưới rau hàng xóm đi. Đã quá à. Ở ngoài đây trồng cái gì cũng tươi tốt tru cho cái vàng bí kìa. Thôi quá nó đã. Yeah, tắt nước đi cho tự nhiên em mở nước chảy. Còn nước nó còn hoài vậy nè. À, con đi tưới. Rồi bác ơi, tưới tét đi chứ. Bác tét rồi. Ủa tét rồi sao nó còn? Nó chảy ăn chút xíu là hết à. Trời ơi, này nước trong Sài Gòn tiền nào chịu nổ. Này nước giếng. Nước này giếng đóng rồi còn. Dạ, thì ý con đó là kêu nước giếng. Rồi. Chứ nước ở trong Sài Gòn cỡ này mà cháy luôn á. Đây nè, ra qua cái dần bí nè bác nè. Trời ơi, nó đã. Trời ơi, đây.
Wow. Sao mà nó đã vậy trời. Bằng hơn cái đầu em. Ây da, đau nha. Wow, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái, sáu trái. Ủa, trái bự không á mấy chị ơi, đau quá mấy chị ơi. Sao mà, wow, nó nặng quá, cái này sao bác không làm cái gì móc nó lên ta. Nè, chắc là ăn được hết rồi nè. Ủa, trái kia nữa kìa xu. Dần biết có mấy giây thôi đó. Mà đã ghê không? Từ nha, cho em chụp tấm hình nha. Ui, ở trên đây còn một trái non nữa nè. Nhiều chưa ta? Rồi đi vô. Đi vô. Bữa nay bác làm mấy món đãi nhân dịp mùng 1 tháng 6 còn con cháu rồi nó về. Coi như là lễ quốc tế thiếu nhi đi. Bữa nay mùng 1 tháng 6 luôn, coi như là bác ghé làm cái tiệc này cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ. Bữa nay bác làm gì mà da bác đẹp vậy? Để làm gì? Nay sao da đẹp quá? Đẹp đi. Nay còn ngày còn đẹp ghê. Không xè luôn mà, không xè kem, có xè kem. Bữa nay còn ngày còn đẹp ghê. Kem tao xin đó, nó ngứa ngứa là giò hai nghe nghe, cái xem nó hai kia á. Dạ. Ngứa ngứa cái giò cái là sắp lên nhà bò bữa này hết nha. Đây là mình làm gỏi gì vậy bác? Gỏi teo nè. Ừ, gỏi chuối cây nè. Ô, cái chuối cây này nó ngon thao á, nó giòn lắm nè. Chuối cây mình làm có phút còn gì chưa? Cái món đó là món truyền thống của quận Ngã. Dạ. Nó chưa về mà nó kêu về mới làm bỏ trái cây ăn rồi. Dạ, bữa trăng hôm qua chứ hôm qua tụi con đi biển đó. Là ở dưới rau sống người ta cũng ngon bà có chuối cây này ra này ngon. Con lửa này cũng ăn không nè. Cái thứ này là năm con hút. Dạ. Không. Cái nước tách là cua nhỏ của mình luôn á, cái cây nhỏ trước á. Dạ, cái tách cây nhỏ nhỏ em. Ờ, cái năm quá, cái năm Tết giờ á, không biết sao. Bả tóm ký luôn á. Vui vậy mà tìm chai nước miếng rồi nè. Nha, bả tóm ký tách luôn á. Qua, bắt kéo làm nè. Hello Ken. Nhà quốc tế thiếu nhi rồi, trái rồi. Bữa nay làm chú ngày lễ luôn á chứ bộ. Đúng rồi, hôm nay làm chú ngày lễ luôn coi. Coi như cho mấy đứa nhỏ mà. Đầy đủ cháu nội cháu ngoại luôn. Rồi lấy hình ăn kén nữa. Ngon nè. Rồi mấy đứa nhỏ đi vô quảng trường chơi không? Có luôn. Đi hết luôn đi. Bà nội đi á cô Trâm. Bà nội đi thăm bệnh rồi con ơi. Bà nội giờ này đi ruộng chưa về mà. Chú Bi. Chú Bi đi học chưa về luôn. Quá. Bi học về trễ dữ hả? Dạ. Nhìn hấp dẫn nè. Chú ca nghe nha mọi người. Thấy ra, thấy bắt kế em chưa? Quê hương Quảng Nghĩa này bà con. Sĩ Bèo về quay clip biết giờ quen hết đâu. Giờ bên nội bên ngoại nào cũng quay. Giờ máy lên là nói không? À, không có nghe gì đó trơn á. Đó, chú cây Quảng Nghĩa mình đó. Ngon quá. Quê con cái clip mà mẹ tính nhảy cười lắm. Xíu là chị He rồi quay cái đó cho má. Cô bạn. Nè, mẹ He là đang ấy miếng cho lên kìa. Chú, cái ông này con bà có con ngất gì mà ngố chứ vậy? Ừ. Vừa kẹp mất sát là cây anh. Cái anh đó, có con đi qua chưa gì là gì đây không? Bỏ xuống lại cây anh, cái anh đi bà ơi. Sao mà đất đây ở ngoài đây mình trồng rau, trồng cỏ rồi nó tươi tốt ghê. Ở trong cỏ nó khô kèn quá. Thì còn tí nước miếng là tốt à. Nè con trồng cái gì con không tốt nào biết hả? Mẹ con mới đi miếng. Ờ, thăm em tưới nước không? Dạ. Cây có là nó phải cần nước, nắng là phải cần nước. Mà nước là tốt. Lấy cái bịch tạo bằng mẹ phải trồng mấy cây ớt tối lắm á. Được mấy cây ớt đó là chăm tưới thôi. Trời ơi, đi đâu vô đây? Bếp đồng vừa quá. Đây vô đây chơi với mấy anh nè. Ơ, có thấy không? Có, người ta không thích mà anh he Ken chơi kỳ quá. Đi đâu vậy? Đi đâu, để xem đi đâu. Mời qua cái mâm kìa, xu nè. Hả, mời cận cảnh mấy cái mâm kìa. Wow, xin giới thiệu cho mọi người, đây là bánh tèo. Dạ.
vịt quay, vịt luộc, gà luộc, trời ơi, toàn là những món mà gọi là siêu hấp dẫn. Vịt nướng nha, vịt luộc ơi, vịt quay đâu. Vịt nướng hả? Mặt nó đóng đèn nha, ngồi nè. Mặt nó đóng đèn đó, là đèn đó là cái này. Bắt, bắt, bắn vào đây, bắn, bắn lên lên nè. Nè con cháu về đủ con tưởng Tết không á? Đúng là đủ, đủ luôn á. Đủ hơn Tết nữa cho. Cái đèn đó, cái đèn nó đang lượn mặt trời á bác. Này, mâm đầy đủ. Bà nội ở trong nhà. Thôi ông để làm vợ đi, có khó gì vậy? Ừ. Nè, dưới đây đây, nè, 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 nè. Đó. Nó cứ làm góc chỗ đó, làm góc chỗ đó vậy á. Rồi, đi lên, đi lên. Tao này mấy đứa nhỏ đi, 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 đi hồi chữa hết nha. Rồi, đây rồi. Đây vô cẩn qua. Ông Tiên coi chạy lên đạp xe được chút xíu à. Rồi xuống xuống xuống. Đợi chờ xíu rồi ăn rồi quay tiếp nha cả nhà. Ở đây tương mẹ thấy không? Ok. Rồi. Cầm 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 cầm. Cái tay sạch không? Trời ơi ghiền lắm. Tôm nha cả nhà ơi, ăn tôm nè bánh xe. Nó đừng quay đây, quay đây, em quay. Ông ngã đi. Từ từ. Từ từ mẹ đây đó. À, bữa tiệc đầy đủ luôn rồi đó. Nâng ly kéo ra nè ơi, vô kéo nè ơi. 1 2 3. Vô! Đội này yếu quá. Đội này yếu rồi, đội này yếu rồi. Nè ăn tôm mà con. Ngon không? Ngon ngon, mềm, mềm. Mình xé luôn nè. Trời đen, nãy giờ ba con tôm rồi đó. Em này ăn đi chứ có gì ấy.